Cửa hàng Auto Minh Nguyễn xin kính chào quý khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2020. Lời đầu tiên Minh Nguyễn xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng ở gần và xa trong suốt thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ Minh Nguyễn. Cũng chính vì cái tình cảm như vậy nên là hôm nay Minh Nguyễn tiếp tục giới thiệu cho các bác một dòng lọc xì GDS. Model của nó là 231, hàng xuất Mỹ nha các bác nhá. Con này được cái chạy hai dòng điện. Nên là các bác chơi cực kỳ là yên tâm. Cái vấn đề điện thấp hoặc điện yếu là các bác đều chơi được hết. Thì về bên ngoài và cũng như bên trong thì hình thức bên ngoài con này rất là đẹp nha các bác nhá. Rất là đẹp. Gọi là đẹp, gọi là gần như là xuất sắc thôi. Đấy. Gọi là được gọi là 90%. Riêng về những cái dòng lọc bãi mà cái có giải đèn cắt hú thì thật sự các bác là ít khi mà được những cái con mà nó mặt nó còn đẹp long lanh như này. Đấy. Và riêng con này thì thật sự các bác là em bao cho các bác gọi tiếng chất âm cực kỳ là hay. Riêng về cái dòng mà các bác làm sự kiện ấy thì chơi cái dòng này quá là ok luôn. Vì cái dòng này giải tần nó lên cực kỳ là khỏe. Tất cả những cái giải này, giải bát, giải chép các bác chỉ cần tăng một tí thôi là nghe đã cảm giác rất là rõ rệt rồi. Đấy, tí em sẽ cắt cho các bác con này cắt cực kỳ là sâu. Và cần thì thật sự các bác là cần còn rất là đẹp nha các bác nha. Từng cần một đều chỉnh là rất là ok. Đấy, không bị xẹt. Đấy. Rất là đẹp và em khẳng định là riêng con này các bác nào chơi làm sự kiện thì quá là ok, về chất âm khỏi phải nghĩ rồi. Đi sâu về cái phần linh kiện bên trong thì đây sau đây thì em sẽ quay cho các bác về cái phần linh kiện ở bên trong. Đây. Đây, linh kiện này. Tất cả dưới những cái con tín hiệu đầu vào điện này đều là con tụ vàng này. Cái dòng tụ vàng thì những cái dòng máy cao cấp thì nó hay có những cái dòng cái con tụ màu vàng này. Đấy. Đây, đi về phần linh kiện đây thì thật sự các bác là cái dòng này là IC của nó là dòng IC to như các bác nhé. Đấy. IC to. Đây là con ne là xử lý tín hiệu đầu vào này, chống cái bụp ở loa. Đấy. Rất là đẹp luôn, nói chung là rất là đẹp. Về mạch gọi là linh kiện rất là đẹp. Đây. Còn đây là các con IC xử lý ở đèn điện và cần. Đấy. IC con này rất là nhiều nhé các bác nhé. Đấy, rất là nhiều luôn, rất là nhiều. Đấy. Máy móc gọi là sạch bong luôn, đã vệ sinh rất là sạch sẽ. Các bác về dùng cực kỳ là yên tâm rồi. Đấy. Đây về phần đằng sau đây. Đấy, con này thì nó chạy hai cầu điện nhé các bác nhé. Hai cầu điện. Điện từ 100 đến 120V và 220V. Đó. 240V. 50 đến 60Hz. Rất là 250V. Đấy. Điện vào. Cầu thì cũng sắc tín hiệu đầu vào 6 ni và ca lông. Đấy, tín hiệu đầu ra thì cũng vậy. 6 ni và ca lông. Đấy. Và có thêm được những cái rắc xỏ dây nữa. Đấy, nên là con này nó kết nối rất là nhiều. Đấy thì về con này thì cực kỳ là khỏe cho các bác nào mà làm sự kiện. Về con này thì quá là hay, quá là chất rồi. Đấy, máy móc của em bao đẹp cho các bác luôn. Vỉ con này nó là dòng vỉ 2 tầng nha các bác nhá. Vỉ 2 tầng. Đấy. Đấy. Máy rất là nặng luôn. Máy rất là nặng. Đây sau đây thì em sẽ chỉnh cho các bác về cái phần tiếng nhạc thì để các bác biết làm sao là cái con này nè. Tiếng cắt giải của nó xem nó cắt sâu như thế nào và cái độ giải lên của nó cho nó khỏe như thế nào. Đây sau đây em sẽ mở các bác một đoạn nhạc để em test thử. Đây là đang chạy qua Equine nhá các bác nhá. Đây là đang chạy qua. Tí em sẽ chỉnh để không chạy qua mà chạy qua xem là tiếng nó khác biệt như thế nào thì sau đây các bác sẽ cùng đeo tai phone vào lắng nghe cho nó rõ rệt cái tiếng. Còn giải chung và giải chép thôi. Bây giờ em cắt hết giải chung cho các bác nghe này. Đấy. Tối hẳn xuống luôn. Còn cái giải chép em cắt nốt giải chép này. Đấy. Cắt ở đây đã đủ hết rồi này. Đấy. Hết sạch giải chép luôn. Bây
bây giờ em sẽ nâng giải chung trước cho các bác nghe cho rõ này. Đấy, giải chung trước này. Đây, giải check này. Tiếp tục sang giải bát này. Đây là chỉ có chung có check thôi. Đây em cắt nốt giải check các bác nhé. Hết luôn. Tăng check này. Rất là hay nha các bác nha. Riêng về con này thì em khẳng định với lại các bác chất âm nhầm bao hay cho các bác. Đấy thì về cái mức giá thì con này thì em cũng xin được gọi là báo giá luôn cho các bác. Thì con này em đang bán với mức giá là 3.300.000, 3.300.000 nha các bác nhé. 3.300.000. Đấy. Đấy thì bác nào mà có nhu cầu lấy hàng thì cứ điện thoại trực tiếp vào số điện thoại 0985778338 và số phụ của em là 0937348356. Bác nào ở gần thì qua trực tiếp cửa hàng ở số 89 đường Hoàng Văn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng. Giờ sau đây thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ghé qua kênh Auto Minh Nguyễn, và xin các bác gọi là đừng quên đăng ký kênh để tiện theo dõi những video, những clip mới nhất được ở bên em là cập nhật về. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo ạ.